Sáng nay ngày 11 tháng 1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ những điểm còn hạn chế, đồng thời gợi mở nhiều nội dung quan trọng để ngành xây dựng thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong năm 2024. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, năm 2023, Sở đã có nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của ngành và chương trình công tác theo kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh. Nổi bật là công tác quy hoạch xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng hồ sơ quy hoạch được lập theo kế hoạch, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, thị trường bất động sản được tăng cường, công tác dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng và công bố thông tin giá vật liệu xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong chuẩn bị đầu tư được tăng cường, chất lượng hồ sơ trình thẩm định được nâng cao, số lượng hồ sơ phải trả lại giảm nhiều so với năm 2022. Năm 2024, Sở Xây dựng đặt mục tiêu tổng giá trị gia tăng sản xuất ngành xây dựng đạt trên 23.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với ước thực hiện năm 2023. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đô thị đạt 96%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 39%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm đồng tình cao với 12 nhiệm vụ giải pháp chính mà ngành xây dựng đề ra trong năm 2024 và cho rằng các giải pháp trên đã thể hiện quyết tâm cao trong đổi mới toàn diện mọi mặt, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định mọi việc là do con người quyết định, vì vậy để cả bộ máy vận hành hiệu quả thì yếu tố đầu tiên phải là từ con người. Đồng chí đề nghị trước mắt Sở Xây dựng cần phân công lãnh đạo phụ trách cụ thể đối với từng lĩnh vực và bố trí nhân lực phù hợp với các vị trí công việc, từ đó phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sự sáng tạo của toàn thể cán bộ công chức, viên chức lao động trong cơ quan để hoàn thành với chất lượng hiệu quả tốt nhất các nhiệm vụ được giao.